Để kiểm soát tốt người nghi nhiễm COVID-19 trong cộng đồng, Bộ Y tế đã có quy định yêu cầu các cơ sở bán lẻ thuốc ghi lại tất cả thông tin và số điện thoại của những người tới mua thuốc cảm cúm. Tuy nhiên, có nhiều hiệu thuốc chưa nghiêm túc thực hiện việc này, nhất là tại các hiệu thuốc ở vùng nông thôn. Người mua thuốc chỉ cần kể triệu chứng là có thể lấy được thuốc mà không cần để lại bất cứ thông tin gì. Đây là những hình ảnh chúng tôi ghi lại được tại một số hiệu thuốc tại huyện Ân Thi. Với những biểu hiện như ho, sốt, khả năng một người dương tính với COVID-19, nhưng lại cho rằng mình chỉ mắc cảm cúm thông thường là rất cao và sẽ rất dễ dàng trở thành nguồn lây nhiễm trong cộng đồng. Vì vậy, việc các cơ sở bán thuốc yêu cầu khai báo y tế đối với người mua thuốc cảm cúm sốt tại các hiệu thuốc là biện pháp hết sức cần thiết, giúp sàng lọc một cách hiệu quả và hạn chế tình trạng bỏ sót người nhiễm bệnh trong cộng đồng.